Ngọc Lan khẩu chiến với cộng đồng mạng khi bị chửi giả tạo vì quay xe vụ bảo hiểm, Trấn Thành bị liên lụy. Nếu như cách đây không lâu, Ngọc Lan nhận được sự đồng cảm thương xót từ phía cộng đồng mạng khi bị phía bảo hiểm lừa, thì giờ đây nữ diễn viên Kiều Nữ và Đại Gia lại bị netizen quay xe lên án cô diễn sâu. Cách đây không lâu, Ngọc Lan đã thông qua trang Facebook cá nhân của mình để livestream bày tỏ sự ấm ức, uất hận khi bị phía bảo hiểm lừa gạt, dẫn đến việc cô bị mất trắng số tiền đóng bảo hiểm trong khoảng 1 năm vừa qua. Cùng với màn bóc phốt của Ngọc Lan về vụ bảo hiểm đã khiến các nhân viên trong ngành lên tiếng tấn công nữ diễn viên bằng những lời lẽ xúc phạm bôi nhọ. Vừa là người bị hại lại bị nhân viên bảo hiểm lên án, Ngọc Lan đã được cộng đồng mạng cũng như nhiều chị em nghệ sĩ lên tiếng bảo vệ cô, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng tẩy chay phía công ty bảo hiểm đã dắt mũi nữ diễn viên. Sau hơn 1 tuần xảy ra vụ việc, sáng 20 tháng 4, Ngọc Lan và phía bảo hiểm MVI Life đã có buổi gặp gỡ thông tin rõ về vụ hợp đồng bảo hiểm của nữ diễn viên gây ồn ào thời gian qua. Tại buổi gặp mặt, ông Đào Văn Đồng, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Nhân Thọ MVI cho biết thấu hiểu vì sao khách hàng Ngọc Lan đưa sự việc lên mạng xã hội. Ngoài ra, ông cũng xin lỗi Ngọc Lan vì không cung cấp dịch vụ hoàn hảo như mong đợi. Cô sau đó đã nhận lời xin lỗi này, tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm của mình và con trai. Về phía Ngọc Lan, cô cho biết trước đây bản thân chưa nắm rõ những điều khoản trong hợp đồng và chưa được tư vấn rõ ràng. Vậy nên khi biết hợp đồng của mình có giá trị đến 74 năm và hợp đồng của con trai là 42 năm thì rất hoang mang nên mới có buổi livestream hôm 7 tháng 4. Nữ diễn viên cũng khẳng định không có chuyện cô mua bảo hiểm ở đơn vị khác nên quay lại bóc phốt công ty bảo hiểm cũ. Người đẹp cho biết những bức xúc của cô kéo dài khá lâu chứ không phải bộc phát. Thông qua câu chuyện của mình, cô mong rằng mọi người hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm Nhân Thọ trước khi đặt bút ký. Bên cạnh vấn đề làm rõ ngọn nguồn, nữ diễn viên Kiều Nữ và Đại Gia khiến cư dân mạng bức xúc với màn quay xe cực khác khi vui cười tay bắt mặt mừng hay màn ôm thắm thiết vị tổng giám đốc công ty bảo hiểm. Đỉnh điểm, Ngọc Lan còn cho biết bản thân sẽ quyết định tiếp tục ký hợp đồng với bên bảo hiểm. Tôi chỉ muốn quyền lợi của mình được đảm bảo chứ không muốn câu chuyện bị đẩy đi quá xa. Chính vì thế tôi quyết định vẫn duy trì hợp đồng bảo hiểm ở gói cao nhất và đã loại trừ những sản phẩm nằm ngoài nhu cầu của bản thân. Bởi mục đích lớn nhất của tôi là đem đến tương lai tốt đẹp cho con trai, nữ diễn viên chia sẻ. Ngoài ra, Ngọc Lan cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã ủng hộ cô trong việc cô lên tiếng bị phía bảo hiểm lừa vừa qua. Kết thúc buổi họp báo làm rõ vấn đề cũng như những lời chia sẻ của mình trên Facebook cá nhân, nữ diễn viên bất ngờ bị cộng đồng mạng quay xe tấn công, lên án chỉ trích nữ diễn viên và cho rằng cô không hổ là một diễn viên khi đóng kịch quá tốt, dắt mũi dư luận hay chỉ biết lợi ích cá nhân lên hàng đầu mà xem thường khán giả đã bênh vực cô thời gian qua. Đỉnh điểm, có nhiều cư dân mạng lên tiếng kêu gọi tẩy chay, tạo group anti-fan phong sát triệt để Ngọc Lan vì cho rằng cô lợi dụng lòng tin của khán giả để làm những điều trái với đạo đức của nghệ sĩ. Lại sau những giọt nước mắt giống Trấn Thành quá, nhìn tấm hình ôm thắm thiết, thật tình thương mến thương, chỉ sau một nốt nhạc thôi, có cần diễn sâu như vậy không em? Công khai hợp đồng sau khi sửa đi chị vì công chúng đang tin rằng giữa chị và phía bảo hiểm đã có sự thỏa thuận ngầm hoặc đặt cách sang trường hợp chưa từng có tiền lệ để dập drama này. Giờ chị đã được lợi còn dân đen họ vẫn bị thua thiệt thì bất công lắm. Tự dưng sau cái ôm nồng nàn giữa chị và công ty kia em mất hết cảm tình cho chị. Bắt tay là huề được rồi, không cần ôm nhau quấn quýt vậy. Nghề diễn viên vốn dĩ đã bị nói là diễn quá nhiều nên sau cái ôm đó càng thấy sợ nghề diễn viên vì quá diễn. Một số cư dân mạng để lại quan điểm cho rằng vợ cũ Thanh Bình diễn quá sâu, lợi dụng khán giả để đạt mục đích cá nhân. Với những màn chỉ trích cho rằng nữ diễn viên đang diễn bắt tay phía bảo hiểm tạo drama, Ngọc Lan cũng không ngần ngại đáp trả. Bạn chưa xem trọn vẹn like của mình mà chỉ xem đoạn cắt nên bạn bị dẫn dắt rồi. Mình không nhờ cộng đồng mạng đòi quyền lợi lại giúp mình mà để cảnh tỉnh mọi người đừng giống mình không đọc kỹ hợp đồng. Không hiểu sao bạn không chịu đọc vậy.